Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bây giờ và ở đây được phát sóng vào lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV2 của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, được lên sóng phục vụ tất cả quý vị vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày mà chúng ta gác bỏ tất cả mọi muộn phiền âu lo và những bận rộn của 7 ngày vừa qua để mà bước vào những cái điều tích cực tươi vui nhất cho những ngày cuối tuần, là niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Vùng đất Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được trời phú cho một loại dược liệu quý hiếm không nơi nào có được, đó chính là cây sâm báo. Cây sâm báo chứa các axit amin và các khoáng chất tốt cho cơ thể như canxi, natri, magie, sắt, đồng, kẽm, phốt pho. Với mong muốn giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với cây sâm báo, cuối năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt dự án phát triển cây sâm báo ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Đây là một cái dự án chúng tôi được đồng hành với cả Ủy ban tỉnh Thanh Hóa trong hành trình là khôi phục cây sâm báo. Và đây là một những cây sâm rất là quý hiếm. Gần đây nhất là cái sự kiện là ngày 24 tháng 6 khi Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Thức đã hoàn thành và công bố đề tài nghiên cứu khoa học về hợp chất terpenoid trong rễ cây sâm báo. Để nâng tầm các vị thuốc quý tại địa phương, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các dây chuyền chiết xuất, chế biến hiện đại. Đây là hướng đi đúng đắn giúp địa phương khai thác tối đa hiệu quả của các vị thuốc thiên nhiên có từ lâu đời.